Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cử và thành phố Hưng Yên, các sở ngành có liên quan. Công điện nêu rõ, mực nước trên sông Lộc hồi 12 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại trạm thủy văn La Tiến là 4,25m, trên báo động 1 là 5cm và tiếp tục lên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 13 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, thành phố Hưng Yên và các sở ngành nêu trên thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. 2. Kiểm tra rà soát và chuẩn bị các loại vật tư phương tiện nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông, phải có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn các tuyến đê bối. Thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt. 4. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò dọc ngang, yêu cầu chủ các phương tiện phải chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. Cảnh báo người dân không đi lại ven sông, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở và không được đánh bắt thủy sản trên sông. 5. Kiểm tra rà soát các công trình đang thi công liên quan an toàn đê điều, chuẩn bị vật tư phương tiện, nhân lực và hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang và có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lũ. 6. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua địa chỉ mail ccqlzzhungyen@gmail.com. Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Hồng. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 9, sau khi kiểm tra hiện trạng mực nước sông Hồng tại khu vực bến phà Yên Lệnh cũ thuộc địa bàn phường Minh Khai, kiểm tra hiện trạng mực nước tại khu vực cống Ba Cửa thuộc địa bàn phường Lam Sơn, kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực sản xuất nông nghiệp của xã Hùng Cường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tiếp tục có những chỉ đạo về việc ứng phó với tình hình mưa lũ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp tiếp tục theo dõi 24/24 giờ mực nước sông Hồng. Khi mực nước dâng cao, các phương án di dời dân được thực hiện theo kế hoạch. Các huyện Văn Giang, Kim Động, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên đều lên phương án di dân khẩn trương. Khi nước sông Hồng dâng cao thì thực hiện theo phương án đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí sẵn sàng 700 cán bộ chiến sĩ và phương tiện để ứng cứu mưa lũ trong những ngày mưa bão. Cụ thể, tối ngày 8 tháng 9, tại một số địa phương gió giật đổ nhiều cây cối, tốc nhiều mái nhà. Ngay sau khi có thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sĩ nhanh chóng giúp nhân dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ được thực hiện xuyên đêm. Nhiều mái nhà gió giật, tốc mái, cây cối gãy đổ đầy đường. Giữa lúc bão to, lực lượng công an quân đội với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các chiến sĩ đã huy động phương tiện phối hợp với các lực lượng, phương tiện trên địa bàn tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả được nhân dân cảm động ghi nhận. Ghi nhận tại một số địa bàn ảnh hưởng của bão, những ngày qua, lực lượng công an quân đội, dân quân cơ động được chảy khắp các địa bàn tham gia ứng cứu phân luồng giao thông, tổ chức lực lượng xuống các địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Huyện Văn Giang đã có phương án sơ tán dân, tài sản và tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện thành lập 3 tiểu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gọi tắt là tiểu ban chỉ huy. Tiểu ban chỉ huy cụm xã Xuân Quan, cụm Công, tiểu ban chỉ huy cụm thị trấn Văn Giang, xã Liên Nghĩa, tiểu ban chỉ huy cụm xã Thăng Lợi, Mễ Sở. Các tiểu ban chỉ huy có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực được phân công, trong đó gồm công tác sơ tán dân, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Hỗ trợ thực hiện sơ tán dân, cụ thể lập một đội hỗ trợ vận tải đường sông để hỗ trợ một phần dân sơ tán của xã Thăng Lợi theo tuyến đê bối. Huy động phương tiện vận tải thủy của các xã ven đê gồm 5 xà lan, 12 đò ngang, 10 thuyền khai thác cát, chủ yếu là của xã Mễ Sở và xã Thăng Lợi. Lập một đội hỗ trợ vận tải đường bộ để hỗ trợ dân sơ tán vào đê và vận chuyển hỗ trợ các đối tượng chính sách từ đê đến nơi sơ tán. Huy động 30 xe ô tô tải của các xã Long Hưng, Cửu Cao, Tân Tiến
chủ yếu là Long Hưng 18 xe. Huyện không xây dựng phương án hỗ trợ vận tải tài sản khi sơ tán trong tình huống thứ nhất. Việc này do các xã phải chủ động xây dựng và thông báo cho nhân dân tự thực hiện, có sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đối với các đối tượng ưu tiên và gia đình neo đơn. Các xã phải quán triệt cho nhân dân, nhất là các đối tượng hỗ trợ phải chuẩn bị chu đáo. Khi triển khai sơ tán phải khẩn cấp đảm bảo nhanh gọn, phương châm cứu người là chính. Các thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc khẩn trương cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Theo công điện, bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để nhanh chóng ổn định sản xuất cuộc sống của người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 100 tấn mỗi bộ từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Chú ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu đồng chí Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực thực phẩm, nước sạch. Từ đó, tổ chức cấp phát lương thực thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân. Rà soát khẩn trương sửa chữa khôi phục trường lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh.